Hương rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hãy cùng với Ngọc Hương bước vào trong bếp để xem đầu bếp hôm nay mang đến cho chúng ta món ăn gì. Ôi chào anh Huy, anh Huy đang làm gì đó? Chào Ngọc Hương, hôm nay em đến trễ quá vậy, anh tưởng đâu là em bỏ cho anh làm một mình rồi. Đâu có đâu, bởi vì em đang nghiên cứu một vấn đề ẩm thực. Anh Huy biết sao không, em thấy mỗi dân tộc đều có những cái tinh hoa về ẩm thực rất là riêng. Ví dụ như người Việt của mình thì chú trọng tinh tế về hương vị nè, còn người Trung Hoa thì họ có rất nhiều món ăn về bài thuốc. Còn người Nhật nha, thì họ lại sáng danh với những món ăn tươi sống đó anh Huy. Ngọc Hương thật là không sai vô đâu được. Đúng rồi, mỗi vùng, mỗi miền và mỗi quốc gia nó có cái địa thế, vị trí khác nhau nè. Do đó thì văn hóa ẩm thực cũng khác nhau. Chúng ta biết tại sao mà người Nhật lại sống lâu và tuổi thọ rất là cao. Bởi vì người ta biết kết hợp các món ăn rất là hợp lý đó. Em đang suy nghĩ là liệu có phải là do dinh dưỡng mang đến cái điều đó không anh? Chắc chắn rồi, dinh dưỡng cũng góp một phần rất là quan trọng trong cái việc mà làm tăng tuổi thọ của con người chúng ta. Ai da hay quá. Vậy thì ngày hôm nay anh Huy hãy hướng dẫn cho Ngọc Hương cùng với quý vị khán giả một món ăn Nhật nào mà giống như là cái tiêu chí nãy giờ mà anh nói á, là ăn phải tươi sống nè, mà phải giúp sống lâu nữa đó. Không để Ngọc Hương và quý vị chờ lâu nữa, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một món ăn rất là quen thuộc của người Nhật mà hiện nay có thể nói là được biết đến qua nhiều quốc gia khác nhau. Món này có tên gọi là gỏi cá hấp kiểu Nhật. Kính thưa quý vị, cũng như cái tên vừa rồi rất là đơn giản, do đó thành phần nguyên liệu của chúng ta cũng đơn giản. Chúng ta cần có cá ba sa, rau từng ô, củ cây trắng, hành lá, ớt, tiêu, đường, hạt nêm aji ngon, giấm gạo lisa và nước tương đậu nành lisa. Một điều mà Ngọc Hương cần lưu ý có nghĩa là khi mà chúng ta bắt cái nồi nước này lên, anh cho ít hạt nêm vô. Rau từng ô này chúng ta mua về rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, khoảng 5cm là được rồi. Này, chúng ta sẽ mài củ cải. Nước sôi rồi, em chần rau nha. Rồi, em chần rau cho anh. Rồi, anh Huy ơi, lấy giùm em tô nước đá lạnh. Có ngay, phải thật là lẹ tay. Dạ. Sau khi chúng ta bào củ cải trắng ra, chúng ta vắt ráo nước như thế này. Và chắc chắn là rau từng ô cũng vậy Ngọc Hương à. Dạ, chúng ta cũng vắt ráo nước luôn ha anh. Đây, đây là rau từng ô anh đã vắt ráo nước. Dạ. Bởi vì Ngọc Hương biết tại sao không? Nếu mà chúng ta vắt khô như thế này, khi mà pha nước trộn vô rồi thì từng ô sẽ thấm gia vị. Dạ. Bây giờ thì mình làm tiếp cái gì nữa ha? Hành lá chúng ta sẽ sử dụng đầu hành này băm nhuyễn, phần còn lại chúng ta sẽ cắt nhỏ. Dạ. Đây, Ngọc Hương phải chia ra hai phần như thế này. Phần đầu trắng là chúng ta sẽ ướp cá. Dạ. Phần xanh này anh sẽ cắt nhỏ ra. Ớt anh Huy sẽ cắt ra sợi nhỏ để trang trí. Dạ. Em cũng đoán là anh Huy thế nào cũng xoay xoay trái ớt và bỏ hộp ra mà. Cá này chúng ta nên mua cá ba sa có phi lê sẵn nè. Dạ. Mà cái phần phi lê này dày càng tốt, thịt nó sẽ ngon và cá thì phải trắng. Dạ. Điều này thì Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả chúng ta sẽ lưu ý. Chúng ta sẽ mua cá ba sa thịt dày, to và màu trắng trong như thế này. Tiếp theo anh Huy sẽ ướp cá. Dạ. Hạt nêm aji ngon nè. Tiêu nè. Đầu hành lá băm. Chúng ta trộn đều thành phần này lên để thấm gia vị. Anh Huy sẽ cho qua cái dĩa này ha. Khi nồi nước nóng chúng ta sẽ hấp cá này vừa chín tới và các bạn xé cá ra thành từng miếng vừa ăn. Sau đó chúng ta lại một lần nữa ướp thêm hạt nêm aji ngon cho cá thơm và thấm gia vị. Và bây giờ nồi hấp cũng đã nóng lên rồi. Ngọc Hương mở nắp lên cho anh. Anh sẽ cho cái dĩa này vô hấp. Rồi. Trong khoảng thời gian là bao lâu anh Huy hả? Anh Huy nghĩ là chúng ta hấp khoảng 4 đến 5 phút là chín rồi. Trong lúc mà đợi cá chín thì chúng ta sẽ tranh thủ pha nước trộn gỏi. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng nước tương lisa với số lượng là 3 muỗng nước tương lisa, 2 muỗng giấm gạo lisa, 2 muỗng đường, cuối cùng là khoảng 1 muỗng nước nóng. Khoan hồ, thơm quá. Đây, mình sẽ cho cá ra đây. Dạ. Đây, mình sẽ xé cá ra từng miếng nhỏ nhỏ. Dạ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là cũng đừng nên bẻ cá ra nhỏ quá, như vậy nhìn cái dĩa gỏi sẽ bị dụng, không có ngon. Dạ.
Anh Huy sẽ ướp thêm tiêu nè. Dạ. Thêm aji ngon nha. Dạ. Và Ngọc Hương nhớ, chúng ta dùng đũa trộn nhẹ tay. Nếu mà chúng ta trộn mạnh quá thì cá lúc này dễ bị nát. Dạ. Anh Huy cho rau tàn ngô vô cái tô này luôn. Dạ. Củ cải trắng, cho toàn bộ nước nước trong gỏi. Hành lá anh cho vô một ít, tiếp theo là cá luôn. Và chúng ta sẽ ra dĩa. Chắc chắn là anh sẽ thêm một ít hành lá lên trên nữa nè. Vài sợi ớt sắc sợi. Đây, một miếng cá. Một ít rau tàn ngô nữa nè. Anh Huy mời Ngọc Hương. Cảm ơn anh Huy. Ô la la, ngon quá anh Huy ơi. Cá rất là ngọt nè, thấm gia vị. Đúng như anh Huy nói đó, ướp hai lần rất là vừa ăn, rau thì lại giòn nữa chứ. Món này hả, em thích điều đó. Chia sẻ cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và Anh Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.